Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST dầu Khuân Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Đây là chương trình Vietfest Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Vietfest Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay, ngày 23 tháng 2, 2024. Sau đây là các bản tin chính. Ngoại trưởng Blinken nói việc mở rộng các khu định cư ở vùng Tây Ngạn và là trái luật quốc tế. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga tiến đến dấu mốc 2 năm. Giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để Israel sống trong hòa bình và an ninh. Trục trặc máy thu hình an ninh gia đình gây lo ngại về quyền riêng tư. Tổng thống Biden tiếp đón các thống đốc toàn quốc ở Tòa Bạch Ốc. Bộ trưởng Tư pháp Alabama nói là không có ý định truy tố việc tạo phôi thai trong ống nghiệm. Thống đốc Ron DeSantis gửi lực lượng tuần tra bổ sung đến khu vực biên giới Texas. Hãng Volkswagen thu hồi 260.000 xe hơi cỡ nhỏ vì các nguy cơ cháy nổ. Và cuối cùng như thường lệ là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ bắt đầu ngay sau đây với phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên sẽ anh Dũng trình bày. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Antony Blinken trong ngày hôm nay thứ Sáu đã cho biết rằng việc Israel dự định mở rộng các khu định cư ở khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Và điều này báo hiệu sự quay trở lại với một chính sách từ lâu của Hoa Kỳ về vấn đề này, vốn đã bị chính quyền trước đây dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đảo ngược. Phát biểu trong cuộc họp báo trong chuyến đi đến Buenos Aires, Á Căng Đình, Ngoại trưởng Blinken cho biết rằng Hoa Kỳ thất vọng trước thông báo của Israel liên quan đến việc xây dựng nhà ở mới ở khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng, đồng thời cho rằng chúng phản tác dụng trong việc đạt được một nền hòa bình lâu dài tại khu vực. Chính sách lâu đời của Hoa Kỳ, ông Antony Blinken nói, dưới các chính quyền của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ là các khu định cư mới sẽ phản tác dụng trong việc đạt được một nền hòa bình lâu dài. Ông nói trong cuộc họp báo tại Buenos Aires, họ cũng không phù hợp, những cái dự định này cũng không phù hợp với luật pháp quốc tế và chính quyền của chúng tôi kiên quyết phản đối việc mở rộng khu định cư. Theo đánh giá của chúng tôi, điều này chỉ làm suy yếu chứ không thể củng cố nền an ninh của Israel cần có. Những bình luận của Ngoại trưởng Blinken là một trong những lời tố cáo rõ ràng nhất của ông đối với các khu định cư. Chính quyền của cựu Tổng thống Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ khi tuyên bố rằng các khu định cư đã không vi phạm vào luật pháp quốc tế vào thời gian đó. Năm 2019, dưới thời cựu Tổng thống Trump, Ngoại trưởng lúc đó là ông Mike Pompeo đã tuyên bố là việc thành lập các khu định cư dân sự của Israel ở khu vực Tây Ngạn về bản chất không trái với luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Tài chánh cực hữu của Israel là Bezalel Smotrich vào ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi xây dựng hàng ngàn đơn vị nhà ở mới ở khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng sau khi các tay súng Palestine giết chết một người đàn ông Israel ở độ tuổi 20 và làm cho 6 người khác bị thương. Ngoại trưởng Blinken vào ngày hôm nay cũng đã lên án cuộc tấn công đó. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết là ông thất vọng trước các thông tin cho rằng Israel sẽ mở rộng các khu định cư tại khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng. Cuộc xâm lược Ukraine của Nga tiến đến dấu mốc 2 năm. Ngày thứ Bảy này, 24 tháng 2, đánh dấu kỷ niệm năm thứ hai ngày mà Nga xâm chiếm Ukraine. Khi chiến tranh kéo dài không có hồi kết thì nó ngày càng trở nên tốn kém hơn cho các đồng minh của Ukraine. Theo cơ quan theo dõi hỗ trợ Ukraine của Viện Kiel, Liên minh châu Âu và các đồng minh khu vực đã chi hơn 100 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho nỗ lực phòng thủ của Ukraine kể từ khi cuộc khủng hoảng chiến tranh bắt đầu. Và đầu tháng này thì các nhà lãnh đạo Liên Âu đã đồng ý một ngân sách trị giá 54 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho Ukraine cho đến năm 2027. Vương quốc Anh đã cam kết hơn 15 tỷ Mỹ Kim kể từ năm 2022 và Hoa Kỳ đã chi ra 66 tỷ Mỹ Kim để viện trợ cho Ukraine cùng với 60 tỷ Mỹ Kim khác đã được Thượng viện thông qua nhưng đang chờ Hạ viện phê duyệt.
một số chính phủ cũng đang xem xét những cách khác để giúp tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Một quan chức NATO đề nghị sử dụng tiền liên quan đến tài sản bị phong tỏa của Nga. Và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành việc thu giữ tài sản trị giá khoảng 700 triệu Mỹ Kim của Nga mà họ hy vọng cuối cùng sẽ được chuyển cho Ukraine để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của quốc gia này. Bộ trưởng Ngoại giao của các quốc gia trong nhóm quốc gia G20 đã nhóm họp tại Brazil. Gần như đã có toàn bộ mọi người đều ủng hộ giải pháp hai nhà nước như là một con đường duy nhất để dẫn đến hòa bình trong cuộc xung đột của Israel và Hamas. Bộ trưởng Brazil chủ trì sự kiện đã cho biết vào ngày hôm nay thứ Năm. Ngoại trưởng Brazil là ông Mauro Vieira cho biết khi kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày qua, chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận thực sự về một giải pháp hai nhà nước như là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ liên minh cánh hữu của ông phần lớn phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, Washington, đồng minh chính của Israel, vẫn cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách khả thi duy nhất để có thể mang lại hòa bình lâu dài cho khu vực, nhưng đã từ chối lời kêu gọi ngưng bắn ngay lập tức của một số quốc gia, trong đó có cả Brazil. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken cho biết là ông đã tìm thấy điểm chung với các thành viên G20 ở Gaza, bất chấp việc Hoa Kỳ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc xung đột trong tuần này, lần thứ ba, phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của quốc tế đối với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Israel. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp ở tại khối 20, Ngoại trưởng Blinken cho biết là chấm dứt xung đột là mục tiêu chung và cách để đạt được mục tiêu đó là thông qua một thỏa thuận mà Mỹ đang giúp làm trung gian giữa Israel và Hamas về việc thả con tin. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, trước đó cũng cho biết là đã có sự đồng thuận về sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước tại Israel được tất cả các diễn giả giải quyết xung đột ủng hộ. Ông Borrell nói với các phóng viên, tất cả mọi người ở đây, tôi chưa nghe bất kỳ một ai phản đối điều này. Đã có một yêu cầu mạnh mẽ liên quan đến giải pháp hai nhà nước để dành cho Israel. Ông nói sẽ không có hòa bình, không có một nền an ninh bền vững cho Israel trừ khi người Palestine có một triển vọng chính trị rõ ràng để có thể xây dựng nhà nước của riêng họ. Ông Joseph Borrell, Chủ tịch Khối Liên Âu đã nói như trên. Trục trặc máy thu hình an ninh gia đình gây lo ngại về quyền riêng tư. Nhà sản xuất một trong những camera an ninh gia đình phổ biến nhất và rẻ tiền nhất đang cảnh báo khách hàng của mình về một vi phạm bảo mật cho phép một số người dùng xem video bảo mật từ những người dùng khác. Việc vi phạm bắt nguồn từ biến cố bảo mật bắt đầu vào sáng thứ Sáu, sau đó dẫn đến cảnh báo, theo một email gửi cho khách hàng của công ty YZ. Công ty YZ cho biết khi chúng tôi nỗ lực đưa camera trở lại trực tuyến thì chúng tôi đã gặp phải biến cố về bảo mật. Một số người dùng cho biết đã nhìn thấy sai hình thu nhỏ và video sự kiện trong danh mục sự kiện của họ. Chúng tôi đã ngay lập tức xóa quyền truy cập vào tab sự kiện và bắt đầu một cuộc điều tra. Video sự kiện là những video ngắn ghi lại chuyển động của một người, một chiếc xe hoặc là thậm chí âm thanh, sau đó được đưa vào hồ sơ của người dùng để cho phép họ xem quá trình phát lại video sự kiện đó. YZ cho biết bây giờ chúng tôi có thể xác nhận rằng khi máy ảnh được nối lại trên trực tuyến, khoảng 13.000 người dùng YZ đã nhận được hình thu nhỏ từ máy ảnh không phải của họ và 1.504 người dùng đã nhấn vào chúng. Hầu hết các lần nhấn đều phóng to hình thu nhỏ, nhưng trong một số trường hợp thì vẫn có thể xem được video sự kiện. Tất cả người dùng bị ảnh hưởng đã được thông báo và Wise thông báo quảng cáo sản phẩm của mình là camera an ninh nhỏ, gọn, dễ sử dụng với giá khởi điểm chỉ có từ 19.99 Mỹ Kim. Điều này đã khiến cho chúng trở nên rất phổ biến. Những chiếc máy ảnh này được bán chạy trên Amazon.com và điều này cho thấy hơn 10.000 chiếc máy ảnh được bán bởi nhà bán lẻ trực tuyến mỗi tháng. Những người sáng lập YZ đều từng làm việc tại Amazon. Công ty cho biết họ đang thực hiện các bước để ngăn chặn những hành vi vi phạm trong tương lai, để người tiêu dùng không có quyền truy cập vào camera giám sát của người khác. Khách hàng của công ty có thắc mắc về biến cố mới nhất này được yêu cầu truy cập trang mạng hỗ trợ của công ty. Hôm nay thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Joe Biden cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris, các thành viên nội các và cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, đã cùng gặp gỡ với các thống đốc trên toàn quốc Hoa Kỳ liên quan đến một cuộc thảo luận về các ưu tiên lưỡng đảng. Thống đốc của hơn 40 tiểu bang và vùng lãnh thổ đã tham dự cuộc họp mùa đông của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia, viết tắt là NGA, tại Washington, D.C. Thảo luận về các giải pháp lưỡng đảng liên quan đến các khả năng chi trả cho vấn đề nhà ở,
rủi ro về trí tuệ nhân tạo, phát triển lực lượng lao động và ứng phó thảm họa và một số các ưu tiên khác. Trong một cuộc thảo luận rộng rãi tại Tòa Bạch Ốc, thì các thống đốc đã lên tiếng kêu gọi Quốc hội và chính quyền cùng hợp tác để giải quyết các thách thức quốc gia. Thống đốc của Utah, ông Spencer Cox cho biết, các thống đốc của chúng tôi đã đồng ý rằng việc vượt qua các thách thức của quốc gia chúng ta đòi hỏi chúng ta cần phải làm việc cùng nhau, xuyên qua các đảng phái và các tiểu bang. Chúng ta không thể để sự chia rẽ chính trị cản trở các chính sách tốt đẹp. Chúng tôi hoan nghênh cơ hội làm việc với Tòa Bạch Ốc và Quốc hội để tìm ra một giải pháp lưỡng đảng cho vấn đề an ninh biên giới, ổn định kinh tế và một số các thách thức khác. Trong khi đó, thì Thống đốc Colorado là ông Jared Polis cho biết, tôi cảm ơn Tổng thống Biden và Tòa Bạch Ốc vì sự hợp tác của họ là và đã tập hợp các thống đốc lại với nhau trong ngày hôm nay nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng mà các tiểu bang và đất nước chúng ta đang phải đối mặt. Cuộc họp mặt lưỡng đảng thường niên này là một cơ hội thú vị để có thể đưa ra các vấn đề của Colorado đến với Washington DC. Đồng thời chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau và tôn vinh những công việc quan trọng đang được thực hiện nhằm mang lại kết quả thực sự cho những người mà chúng ta phục vụ. Vào cuối ngày thì các thống đốc đã hoan nghênh các thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Sonia Sotomayor và Amy Coney Barrett đã cùng đến thảo luận về sáng kiến không đồng ý tốt hơn của Thống đốc Cox nhằm mục đích giúp người Mỹ vượt qua sự phân cực độc hại. Bộ trưởng Tư pháp Alabama nói rằng không có ý định truy tố việc tạo phôi thai trong ống nghiệm. Ngày thứ Sáu, 23 tháng 2, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Alabama cho biết họ không có ý định sử dụng quyết định gần đây của Tòa án tối cao để truy tố các gia đình hoặc là nhà cung cấp dịch vụ in vitro fertilization, tức là tạo phôi thai trong ống nghiệm, viết tắt là IVF. Tuyên bố này được đưa ra sau một tuần sau khi Tòa án tối cao của tiểu bang đưa ra quan điểm rằng phôi thai dù ở trong hay ngoài tử cung đều là trẻ em. Điều đó có nghĩa là các phôi thai sẽ được bảo vệ trước nạn cái chết oan uổng của trẻ vị thành niên của tiểu bang Alabama. Ít nhất có 3 phòng khám sinh sản tại Alabama đã tạm dừng một số chương trình điều trị IVF nhất định vì lo ngại nhân viên y tế của họ có thể gặp rủi ro về pháp lý. Một nỗ lực lưỡng đảng hiện nay đang được tiến hành tại Hạ viện và Thượng viện tiểu bang Alabama để soạn thảo luật minh định nhằm bảo vệ các phương pháp điều trị thụ tinh trong ống nghiệm sau phán quyết của tòa án. Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Alabama hôm thứ Năm đã giới thiệu một dự luật quy định trứng người được thụ tinh được lưu trữ bên ngoài tử cung không được coi là con người theo luật của tiểu bang. Một nguồn tin cho biết các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa dự kiến sẽ sớm đệ trình luật tương tự, nhưng họ không chắc chắn về thời điểm chính xác. Những nỗ lực của các nhà lập pháp được đưa ra khi các chuyên gia y tế và các nhà phê bình lo ngại quyết định đầu tiên của tòa án có thể khiến cho những người loại bỏ phôi thai không mong muốn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm về cái chết oan uổng của trẻ vị thành niên và có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động điều trị sinh sản và sự phân chia tàn khốc đối với những người hiếm muộn hoặc là vì lý do nào đó hoãn việc sinh sản nhưng hy vọng sẽ xây dựng gia đình của họ thông qua kỹ thuật thụ tinh nhân tạo IVF. Thống đốc Florida, ông Ron DeSantis trong ngày hôm nay thứ Sáu đã chính thức lên tiếng xác nhận việc triển khai nhân sự từ lực lượng vệ binh quốc gia của tiểu bang Florida gửi đến nhiều địa điểm khác nhau ở tại Texas để củng cố một số các nỗ lực do thống đốc Texas là ông Greg Abbott phát động. Thống đốc Ron DeSantis đã thông báo vào ngày hôm nay. Đây là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều năm của chúng tôi nhằm giúp thực hiện điều mà chính phủ liên bang đã từ chối làm. Đó là thực sự bảo vệ biên giới của đất nước này. Chúng ta đã chứng kiến những con số bất thường vấn đề di dân trong suốt 3 năm qua. Ông nói tiếp, tôi biết rằng những gì đang xảy ra ở Texas đã có hiệu quả. Chúng ta đã thấy con số giảm xuống và đó thực sự là do Texas đã nỗ lực rất nhiều và tất cả các tiểu bang khác đều cộng tác để giúp đỡ. Nhân sự được cử đến Texas cũng sẽ bao gồm 76 binh sĩ tuần tra đường cao tốc Florida. Những người sẽ hỗ trợ một số các nỗ lực tuần tra biên giới ở tại San Antonio. Thống đốc DeSantis nói tiếp, vì vậy, chúng tôi muốn trở thành một phần ở trong đó và chúng tôi nghĩ rằng đây là vấn đề của Hoa Kỳ. Một phần chỉ vì chúng tôi cần có một đất nước an toàn và một phần ảnh hưởng của cuộc xâm lược biên giới này lan đến tất cả 50 tiểu bang. Ông Ron DeSantis cũng đề cập đến sự gia tăng mạnh mẽ của số công dân Trung Quốc vượt biên giới Mexico và điều này tạo ra một số các lo ngại hoàn toàn mới giữa các chuyên gia an ninh quốc gia. Ông nói, bây giờ có rất nhiều người Trung Quốc vượt biên. Ông nói, và thật không thể tin được là chúng ta lại cho phép những người từ khắp nơi trên thế giới, những người mà chúng ta không biết họ là ai, lại có thể đổ vào đất nước này một cách tự do như thế.
hãng Volkswagen thu hồi 260.000 chiếc xe hơi cỡ nhỏ vì nguy cơ cháy nổ. Hơn 260.000 chiếc xe hơi cỡ nhỏ hiệu Volkswagen đang bị thu hồi vì có nguy cơ cháy nổ. Theo Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia, viết tắt là NHTSA, một máy bơm bên trong những chiếc xe này có thể làm rò rỉ nhiên liệu và có thể bốc cháy nếu như xăng tiếp xúc với tia lửa. Các quan chức của Volkswagen cho biết cho đến nay lỗi này chưa gây ra biến cố nào liên quan đến hỏa hoạn. Trong số các loại xe bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này gồm có Volkswagen Golf, Jetta và Audi A3 từ năm 2015 cho đến năm 2020. Nhà sản xuất xe hơi cho biết họ sẽ bắt đầu liên lạc với khách hàng vào tháng 4 và khách hàng có thể nhận được bản sửa lỗi miễn phí. Và cuối cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Chỉ số S&P 500 ổn định vào ngày thứ 6 sau khi đã đạt kỷ lục khác. Hôm thứ Năm, S&P 500 đã có ngày tốt nhất kể từ tháng Giêng năm 2023, trong khi Nasdaq Composite tăng gần 3% trong phiên tốt nhất kể từ tháng 2 của năm 2023. Chỉ số Dow Jones gồm 30 cổ phiếu tăng 1.2%. Về mặt lợi tức, doanh nghiệp Block đã tăng hơn 16% sau khi doanh thu quý tư vượt quá ước tính của Forward. Carvana tăng 32% sau khi nhà bán lẻ xe hơi cũ cho biết họ kỳ vọng số lượng xe bán sẽ tăng trưởng trong năm 2024. Cả ba chỉ số trung bình chính đều ghi nhận tuần lễ chiến thắng. S&P 500 tăng 1.66%, Nasdaq thiên về công nghệ tăng 1.4% và Dow Jones tăng 1.3% trong tuần này. Các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 62.42 điểm tương đương với 0.16%, kết thúc ở mức 39.131.53. Chỉ số S&P 500 tăng 1.77 điểm tương đương với 0.03%, kết thúc ở mức 5.088.80. Chỉ số Nasdaq giảm 44.80 điểm tương đương với 0.28%, kết thúc ở mức 15.996.82. Giá vàng tăng 15.50 Mỹ Kim tương đương với 0.76%, đóng cửa ở mức 2.046.20 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô giảm 2.02 Mỹ Kim tương đương với 2.57% và đóng cửa ở mức 76.59 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, vừa rồi, phần tin về thị trường chứng khoán đã kết thúc chương trình Vietface Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình. Kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc và an vui và hẹn gặp lại trong chương trình thứ hai tuần tới. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Vietface Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST Dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Bạn hiện đang nhận các phúc lợi chính phủ như Medicaid, SNAP, Food Stamps, SSI, WIC, trợ cấp nhà ở công, học bổng Pell Grant hoặc thu nhập của bạn nằm dưới mức nghèo theo quy định liên bang. Nếu có, hãy nhanh tay đăng ký với AirTalk Wireless ngay hôm nay để nhận điện thoại iPhone 7, Samsung Galaxy S9 hoặc Motorola hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng sẽ nhận được tặng gói cước với data, cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn mỗi tháng thông qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program do chính phủ tài trợ. Ngoài ra, bạn có thể mua máy tính bảng chỉ với giá 10 Mỹ Kim và 1 xu. Ưu đãi hoàn toàn miễn phí này không yêu cầu hợp đồng, không tính lệ phí hàng tháng và không có khoản phí ẩn. Hãy truy cập airtalkwireless.com ngay hôm nay để ghi danh nhận ưu đãi. Trải nghiệm lại những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino.
nơi quý vị có thể vui chơi thật thỏa thích. Nhiều những loại bài thật nóng, với con tim tươi vui nồng ấm. Mọi thế hệ cùng nhau vui chơi. Khi tới tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Để có một dàn karaoke ưng ý về chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối, nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau. Phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ JBL, Bose, QSC.